Mày tên nghe ít thôi nhá. Dạo này mày học được cái tên nghe ở đâu em? Tên nghe, tên nghe, tên nghe, tên nghe. Tên nghe, tên nghe, để tao quay diều tên nghe, tên nghe. Tên nghe, tên nghe, tên nghe, tên nghe. Không, không. Thích cho mày. Rồi, trốn Việt Nam, trốn Việt Nam, trốn Việt Nam. Trốn Việt Nam. Trốn Việt Nam. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn ngày mới thật nhiều vui vẻ nhé các bạn ơi. Hôm nay mình gặp một thằng tén nghe Việt Nam các bạn ạ. Thằng em nó hóa thành tén nghe Việt Nam. Mày tén nghe lại xem bạn ạ. Tén nghe, tén nghe, tén nghe. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. Thôi, tránh ra để tao quay diều. Ok, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn ba con diều 1m7 nha các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn ba con diều 1m7. Đầu tiên là mẫu cú vàng. Mẫu cú vàng này là mẫu cú vàng là hôm trước mình cũng có quay các bạn nhé. Nhưng mà trước cái viền của nó là màu vàng cơ, nhưng mà giờ nó viền màu đen các bạn ạ. Đấy, một con 1m7 màu vàng này. Tiếp theo là một con hoa phượng, một mẫu mới. Hôm trước mình có quay các bạn xem mẫu NV này, hoa phượng này với xương cá. Thì đây là con hoa phượng 1m7. Bên dưới cũng là hoa phượng luôn các bạn nhé. Mẫu in cực kỳ là nét luôn, bởi vì là những con diều này mình hiện tại đang làm hết bằng chất liệu carbon các bạn nhé. Full carbon luôn. Form rất là đẹp. Đều luôn các bạn ơi. Đấy. Form cánh rất là đều đẹp luôn các bạn nhé. Cả bên này này, thằng đấy thì trống luôn. Anh em nghe thấy không? Dạo gần đây mình hơi ra ít video tí do là công việc của mình với cả đợt vừa rồi mình ốm. Không nói được các bạn, gần như là cứ nói đau cổ lắm. Đấy, mình sẽ quay cho các bạn xem ba con diều này. Đấy, nan tím hết các bạn nha, tím xịn thế nha. Hôm trước mình có gửi thế là một bị gãy chỗ phần đầu này các bạn này. Chả hiểu kiểu cái gì mà ship hàng tới nơi thì gãy là mình thay cho một hai người các bạn nhá. Đấy, đợt tới là mình sẽ gói cho thêm bên trong cho thêm tre vào để cho đỡ bị vận chuyển, đỡ bị gãy các bạn nhá. Không làm hết thời đến một con diều đẹp nét này xong cuối cùng là bị gãy cái này cũng hơi bị buồn các bạn. Đấy, mình quay cho các bạn xem con diều hoa phượng và một con tiếp theo là con xương cá. Đây, xương cá đây các bạn ơi. Xương cá, các bạn thấy con mẫu xương cá này chân ái không? Đẹp vai, mình thấy từ cái lúc mà mình chơi đến giờ mẫu đầu tiên mình chơi cũng là mẫu xương cá các bạn ạ. 4m xương cá. Đấy, về sau là dần dần là có con 2m7 này, có con 2m cũng là xương cá. Thì mình thấy cái mẫu xương cá này nó phối màu rất là đẹp luôn các bạn nhé. Mà nhìn phối màu kiểu thế này nếu mà thay ra xương cá tím này, xương cá cừ anh này cũng có luôn. Đấy, các bạn có thể thấy nét căng luôn cả phần đuôi nét nhá. Đuôi là đều là carbon hết các bạn ơi. Đấy. Bạn nào muốn làm bằng cáp quang thì mình có thể làm bằng cáp quang nhờ. Đấy. Em thấy diều anh thế nào em? Ngắm xem nào. Như té ghê luôn đi anh ạ. Thế á? Té ghê là sao? Té ghê là té rẻ anh. Vãi thật sợ thật các bạn ạ. Ý mày nói diều anh như té té rẻ á? Không. Nó như té rẻ anh ạ. Nó như như té ghê. Nói như cái gì? Nó như diều. Ok. Diều như diều các bạn ạ. Đấy, vừa xong là mình có đi đám cưới về. Đi đám cưới cậu mình thế này mình vuốt tóc luôn các bạn. Đi đám cưới mà, phải đẹp đẹp tí đúng không các bạn. Mình sẽ test con diều đầu tiên là con diều xương cá đấy cho các bạn xem nhá. Em ơi, dây đâu? La dây cho anh nào. Mình sẽ test con diều xương cá. Hôm nay mình sẽ giật mái ba con diều liền luôn các bạn nhá. Để xem là thả một lúc ba con thì sẽ như thế nào. Alo, thả từng con một đi. Chứ còn thả ba con một lúc thì cũng thả được. Tầng trên là gió rất là to các bạn nhá. Hôm nay là gió to lắm nhưng mà mỗi tội là hơi nhỏ. Ảo thật đấy. Đứng ngay đây em không ngã. Gió to mỗi tội hơi mình nhỏ. Mình cảm thấy là gió rất là to nhưng hơi nhỏ tí thì các bạn nhá. Đây, anh em là cùng chuẩn bị đón xem nhá. Con này mình sẽ giật tay này. Đấy. Đây. Giật tay sẽ rất là đơn giản nếu như chúng ta biết cách giật. Còn nếu mà chúng ta không giật được thì nó cũng nên. Cũng đơn giản nhưng mà các bạn phải biết cách giật thì nó mới nên được các bạn nhé. Cách đơn giản nhất là đâm. Không, đâm diều thì dễ quá rồi. Giật tay thì cũng dễ luôn nhưng mà phải biết cách giật các bạn nhé. Đây, đầu tiên là nèo thì phải cho chuẩn nèo giữa các bạn nhé. Đây, phần này phải cho vào nèo thì các bạn có thể thấy là mình sẽ để cho hình tam giác. Hình tam giác lấy tâm làm điểm các bạn nhé. Đây, nhìn thế này các bạn nhé. Không biết là nèo con ánh hay không nhưng mà giờ mình sẽ test luôn. Bởi vì mình tin chắc chắn là những con diều của mình làm nên nó phải chuẩn test 100%. Nên luôn các bạn ơi. Nhìn nhá, em ơi thả dây ra em ơi. Chuẩn bị mình sẽ giật tay cho các bạn xem này. Một con đầu tiên. Gió dưới hơi bé các bạn ơi. Gió bé quá. Không thả được. Trông rất đẹp. Đứng ở đây quay diều nhá. Hả? Thích phát biểu không? Thích, thích. À, thích. Dạ.
em nghĩ chắc tầm 99,99% nên. Ok. Nó có kiểu nên té ghê luôn anh ạ, chứ phải té ghê nữa anh ạ. 1, 2, 3 nên. Đấy, bảo mà. Trời, nên đặc cấp. Đặc cấp bầu trời. Không có gió cơ. Em ơi đứng gì các em ơi, dẫm trên dây rồi. Không có gió các bạn ơi, nhưng mà điều mình vẫn nên nhá. À không có gió. Chứ có gió lại nên ngon quá luôn. Nào. Đây 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 đây. Nên này các bạn ơi. Đây con dê đầu tiên lên rồi nhá. Không không không, không cần quấn đâu Thịnh ơi. Có em đang kéo, kéo dây, kéo dây, kéo dây này, kéo dây này. Kéo dây này. Rồi, test một con đầu tiên lên rồi. Giờ kéo xuống test con thứ hai nhé các bạn nhé. Tính ơi, đứng xa xa ra tí. Anh em cùng chuẩn bị đón xem nhé. Con này là mình sẽ ngồi thu tận tay này. Đấy, chơi một con diều hiền nó ngoan thì nó phải ngồi yên như này thì mới kéo được nhé anh em nhá. Rồi, nào. Rất là bình yên luôn. Kéo tận tay con diều đầu tiên thì mình sẽ cất đi thôi. Anh em nào muốn mua thì mình để cho con này nhé. Con này hiện tại là chưa có chủ. Mình sẽ thả thêm con hoa phượng. Con hoa phượng tiếp theo. Mình nghĩ con hoa phượng cũng khá là đẹp. Mình chưa thấy cái mẫu mẫu bé bé mà làm có hình mà nhìn nó nét như thế này các bạn. Mà đã thế là vải đợt này là vải còn chống nước nữa. Vải này đổ nước vào phát là trôi hết luôn các bạn nhé. Hôm trước mình có test con NV cho các bạn xem đấy. Con hoa phượng này đẹp thế thôi, nhưng tí lên trời là lên cao đấy. Hoa phượng tiếp theo lại được lên trời. Không biết con này nên nó có bị té ne không? Em ơi, đâm em ơi. Con này liệu có té ghê không em? Té rẻ. Té rẻ à? À được, cái này là ải chỉ thôi mà, té rẻ nữa. Ngon, con này nên ngon. Ngon luôn, ngon luôn. Nhìn nó đẹp như thế thôi. Ừ, ngon mà, đây đây. Tí lên trời nó sẽ ngon. Đâu, đâm thử em nào. Từ từ đã, đứng đứng đấy. Sẽ ra một tí nữa. Cái căng nào nè. 1, 2, 3 lên. Úi. Ồ, vẫn lên. Thông báo. Đâm như báo. Này. Úi, ơ. Úi sợ. Đâm như báo ấy. Làm anh lại phải giật tay. Đâm lên đi em ơi. Đâm nghiêm túc, anh đang nghĩ thèm có gió à. Chứ đâu nhìn bình à. Đầu óc nó là tối tăm mù. Em biết gì đâu. Em biết gì đâu. Có gió anh ơi. 1, 2, 3 lên. Ơi ơi, này này ngon. Này này ngon đấy. Ủa rồi. À. Ủa rồi. Quên. Từ mới quay thì em. Đây đây. Anh em ơi, mình đã thả dây ra ngon rồi nhá. Đấy. Con này nên dễ không nhỉ? Cho Bình giật thử tí này. Bình có giật được không? Có chứ anh. Con này dễ không ý. Thấy à? Đừng cắt dây nhá. Lại chôn Việt Nam. Này đẻo lắm các bạn ạ. Gió lúc nào mà trời mà hết gió cái nó thả dây ra. Điều nó rơi cái nó bảo không may. Thế là thành chôn Việt Nam. Thằng này chơi đẻo phết này. Nhìn mặt chơi đẻo phết. Không có gió rồi em. Đây, này kéo. Em có chôn Việt Nam đâu. Em có thả đâu. Em chỉ chôn anh thôi. À, không chôn Việt Nam thì chôn anh à? Vâng. Em ơi, nối dây ra Thịnh ơi. Thả dây tiếp ra cho nó ấy nè. À, diều nên rất là ok các bạn nha. Mỗi tội không có gió. Chứ nó mà có gió thì sợ, mình sợ nó lại báo luôn các bạn. Con này là mình test cho anh. Một ông anh mua cho con trai các bạn nhá. Anh sĩ hay là anh sĩ hay anh võ gì ấy.
Võ sĩ. Ờ, võ sĩ, chắc là võ sĩ. Võ sĩ quyền anh. Anh võ sĩ mua cho con trai một con diều cú mắt vàng. Con này mình phải test nó nên ngon chuẩn như này thì mình mới gửi nha các bạn nhá. Như con này là bên mình tặng cả dây. Mua diều tặng cả dây đấy. Lên tầng cao có gió em ạ. Anh có tặng diều không? Anh à, anh có chứ, tặng diều thu tiền. Thu tiền là ví dụ con này anh bán 350.000 thì anh thu đúng 380.000 luôn. Ừ. Bởi vì có cả tiền ship nữa. Mình tặng dây mà, tặng dây cho khách mà. Đấy, thu đúng 380.000 luôn. Mình làm diều đẹp nó phải khác chứ, cái gì nó cũng có giá của nó chứ em. Nhìn con này ngon thế này, thằng đấy này đẹp luôn. Chỉ cần có gió mình sẽ test gió to như nào các bạn ơi. Việt Nam mình cũng nắm tiền ấy. Càng đắt càng thích mua tí. Em vừa mua một bình hoa của Thái Công xong. Thế á, bao nhiêu tiền em? 200 triệu à? 1 tỷ ạ. Được. Thảo Hán. 1 tỷ á. Thảo Hán. Thôi mình muốn được Sang Ha Sang Kỳ rồi à? Thảo Hán. Mua hẳn bình hoa của Thái Công. Được. Mấy mua okay, mấy cái bình. Ok các bạn ơi, mình đã test xong con này cho các bạn xem rồi nhá. Từ đầu đến giờ là mình đã test xong 3 con này, giờ là cuốn dây xuống cho xuống thôi. Bạn nào cảm thấy video của mình hay cho mình xin một lần like, một lần đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ mình nhá. Đợt tới là mình sẽ làm mấy cái video tiếp tục quay những siêu phẩm mà chưa ra đẳng cấp pro này ơi, để qua cho các bạn xem. Những cái con này là đáng nghĩ là hôm nay là phải cống sáo, nhưng mà không có gió này chỉ test diều không thôi mà quay nên trần nhà, nên là các bạn cũng không nên học theo nhá. Được ba cái mình đều buộc chuẩn hết cả ba, các bạn có thể thấy này, tio này, cả bên dưới này, ba cái chuẩn cả ba luôn các bạn nhé. Bằng nam tím xịn, đây là cây nam tím xịn nha các bạn nhé. Nó rất là cứng mà hôm mình gửi thì nó bị gãy cái chỗ này, do là bốn cái đầu kia gói vào một chỗ này thì khi mà gửi tới chắc là nhiều đồ quá người ta đè nên gãy, cũng không sao cả. Nhưng mình thấy là làm được những sản phẩm đẹp như này, chính tay mình làm đó các bạn nhé, làm được những sản phẩm đẹp như này gửi đến tận tay cho các bạn chơi là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Ok, và nào cảm thấy tin tưởng thì cứ mua ủng hộ mình một cái. Bạn nào mua cái 1m7, 2m hoặc là 3, 4m cũng được. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye các bạn nhé.